Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Cây Cảnh Mini Giá Rẻ. Và hôm nay là ngày 23 tháng 3. Thì hôm nay con xin lên con giới thiệu clip này với tất cả cô chú anh chị. Thì clip này con lên và con giao lưu với cô chú anh chị đó là một cái lô linh sam siêu bông. Thì một tí xíu nữa con sẽ ghép những bông hoa của linh sam siêu bông vào cái clip này ở cuối clip ha. Có gì cô chú anh chị mình đón xem. Và những cây linh sam siêu bông này thì con trồng như thế nào thì con sẽ chia sẻ sau đây cụ thể ha. Những cây siêu bông này là con chiết nhánh, chiết từ một cây mẹ rất là to. Và con lựa những cái nhánh nhỏ nhất để chiết. Chiết như thế này để con ép chậu nhỏ. Đó. Vì sao con chiết cây nhỏ? Thì con chiết cây nhỏ để làm cây mini. Và ép vô chậu nhỏ để cô chú anh chị mình có thể tiện về làm những cây mini siêu mini mình để bàn mình chơi ha. Và hiện tại thì cái thân cây này á, nó cỡ khoảng cây viết mực thôi. Nó cỡ khoảng cây viết mực và nó rất là dẻo. Cô chú anh chị mình có thể uống được rất là nhiều dáng. Dáng đổ, dáng ba, dáng trực, dáng quyền. Đó. Đó là nói về thân ha. Còn về cái nhánh. Nhánh này hiện tại là nó vô cùng dẻo luôn. Và chi tàn nói chung là cũng khá đủ. Khá đủ để cô chú anh chị mình quấn một cái dáng trước. Rồi xong chi tàn đó mình nuôi sau. Nói chung là quan trọng cái dáng như thế nào ha. Còn chi tàn thì làm rất là nhanh. Tại vì linh sam siêu bông thì chi tàn nó ra rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị mình rất là dễ làm những cây bonsai mini, siêu mini. Và cây như thế này là chiều cao, tính từ mặt chậu, chiều cao nó tầm khoảng chừng 30cm. 30cm một cây ha. Nó từ 50cm một cây trở lại cho đến 30cm một cây trở lên. Rồi cây như thế này là linh sam siêu bông. Và hiện tại con đang giao lưu một cây về để làm chơi bonsai mini như thế này là giá chỉ có là 30.000 một cây thôi. Và con ship từ 3 cây là 90.000 cộng với 30.000 phí ship là 120.000 3 cây con bao ship ha. Nếu như cô chú anh chị mua 5 cây thì 150.000 cộng với 40.000 thì ship là 190.000 là con bao ship luôn. Còn nếu như thì cô chú anh chị mình có thắc mắc gì cứ liên hệ con. Và những cây linh sam siêu bông này ưu điểm của nó là rất là nhiều bông. Thì nghe cái tên này cô chú anh chị cũng biết nó nhiều bông rồi. Chi tàn rất là dẻo, về mình làm bonsai rất là dễ. Thì clip này con đã giới thiệu xong. Thì cô chú anh chị mình yêu thích linh sam siêu bông thì cứ liên hệ con qua số điện thoại con để trên tiêu đề. Xong mình trao đổi, mình muốn lấy cây như thế nào thì liên hệ con nha. Nói chung là cây dáng đứng như thế này nhưng mà về cô chú anh chị mình có thể sửa lại rất là nhiều dáng luôn. Nói chung là nó còn nhỏ, sửa lại toàn bộ dáng được. Dáng bonsai là mình sửa lại được hết nha. Rồi thì cô chú anh chị mình yêu thích linh sam siêu bông thì liên hệ con qua số điện thoại là 0387849762 gặp Mẫn, con có Zalo luôn. Rồi con xin mến chào tất cả cô chú anh chị, cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem.